Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Dạ vâng, thưa quý vị, lúc nãy trước phần quảng cáo thì chúng tôi đang gửi đến bản tin là bởi vì một cái sự vô trách nhiệm của một người cha ở tại tiểu bang Missouri mà hiện nay khiến cho cả cái quận St. Louis họ đang rất là lo sợ, là bởi vì ông có một cô con gái lớn vừa đi du lịch từ Ý về, thưa quý vị, và cô này đó là cổ đã có triệu chứng và cổ được bác sĩ gia đình gửi cho cái test kit. Và cả gia đình bao gồm người cha và cô em gái nhỏ cũng được kiểm nghiệm. Thì trong lúc mà đang chờ như vậy đó, thì đáng lý ra giữa cái lúc mà dịch bệnh như thế này và tin tức thì lan truyền hàng ngày hàng giờ, thì đáng lý ra là mọi người phải biết trong gia đình có người bị bệnh thì cả gia đình này phải tự cách ly, không nên đi ra ngoài những cái chỗ đông người. Nhưng mà ông bố này ổng vẫn dắt cô con gái nhỏ đi đến một cái school dance ở tại một cái khách sạn Ritz-Carlton, thưa quý vị, ở quận Clayton của tiểu bang Missouri. Và khi mà đến nơi đó thì có lẽ là ổng được người nhà gọi hay sao đó, mà các nhân chứng kể là hai cha con đi vào khoảng chừng có nửa tiếng một tiếng thôi rồi vội vã đi về. Và đến sáng ngày hôm nay đó thì trường học ở tại cái nơi mà cô con gái nhỏ đi theo học đó, họ đóng cửa nguyên cái trường, thưa quý vị. Và giới chức của cái trường đó họ phải gửi thư cho những ai mà đã tham dự cái buổi dạ vũ đêm hôm đó biết, và nếu mà có tiếp xúc với cha con này đó thì hãy ngay lập tức liên lạc với bác sĩ gia đình và tự cách ly mình. Và kể cả những người mà không có ở trong cái quận đó đó mà có quen biết cái gia đình đó cũng được liên lạc và yêu cầu là hãy có những cái hành động mà cẩn thận trong những ngày sắp đến. Nếu mà nghi ngờ và thấy mình có biểu hiện thì phải gọi liền cho bác sĩ, bởi vì có thể lây lan. Là bởi vì cô con gái lớn đó, trên cái hành trình mà từ Ý trở về, trước khi mà về Missouri thì cổ đi xe điện, thưa quý vị, đến Chicago. Thì trong cái khoang xe điện đó, hiện nay các giới chức họ nói rằng rất là khó khăn để mà tìm những người ngồi chung cái khoang đó với cô này. Rồi cổ từ Chicago mới đi về Missouri, mà hiện nay cô con gái lớn là xét nghiệm dương tính với COVID-19, thưa quý vị. Đây là hình ảnh của Tổng thống Trump. Ông có bài diễn văn vào ngày 29 tháng 2 vừa qua tại Hội nghị Đảng Cộng hòa Bảo thủ 2020 tại thủ đô Washington, gọi là CPAC 2020. Và ngày hôm nay các cơ quan truyền thông của Hoa Kỳ, bao gồm Politico, The Washington Post, The Daily Beast, Mother Jones, đây là những tiêu biểu thôi, còn nhiều các hãng nhỏ khác, họ tuyên bố những phóng viên nào được gửi đến đây để theo dõi và tường trình đó, hôm nay thôi chịu khó ở nhà nghỉ có lương 14 ngày. Bởi vì họ lo sợ là những người này có thể mang mầm bệnh về cho công ty, nhất là trở lại tòa soạn. Cho nên họ nói tất cả những ai sau khi tin tức ghi nhận được tại đây, và ngày hôm nay họ chưa có tiết lộ ai là người đã nhiễm bệnh, và người đó có thể trở về Cali, có thể trở về các tiểu bang khác. Bởi vì họ là đảng Cộng hòa, họ cũng đến đây họ tham dự và họ cũng đã bắt tay với các vị dân biểu và thượng nghị sĩ. Cuộc điều tra đang được tiến hành. Thế nhưng cho đến giờ phút này chúng tôi theo dõi vẫn chưa biết được Tổng thống Trump và ông Phó Tổng thống. Ông Phó Tổng thống thì ông tuyên bố là không có thử nghiệm rồi, ông chưa có thử nghiệm. Và cũng trong thời điểm này, thưa quý vị, các tiểu bang mới vừa ghi nhận có nhiễm cúm, bao gồm Ohio, Louisiana, vừa tuyên bố họ đã có trường hợp nhiễm đầu tiên, và điều đó đã nâng cái số tiểu bang và Washington DC lên thành 36 nơi. Tiểu bang Ohio tuyên bố 3 người bị bệnh ở Ohio và 1 người ở Louisiana. Chưa hết, thưa quý vị, tiểu bang Illinois, nơi có thành phố Chicago, cũng tuyên bố
4 người đã bị nhiễm cúm viêm phổi và giới chức của Illinois cho biết 4 người này vừa được thử nghiệm positive, nâng tổng số trường hợp ở tiểu bang Illinois là 11 người. Hiện nay thì ông thống đốc Pritzker tuyên bố vì tình trạng này, tiểu bang Illinois tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Và khi tuyên bố như vậy, thưa quý vị, mặc dù bây giờ mình có khoảng 35 tiểu bang của nước Mỹ bị nhiễm, nhưng mà chỉ mới có 14 tiểu bang tuyên bố tình trạng khẩn cấp mà thôi. Có thể ngày hôm nay sẽ có thêm một số các tiểu bang khác nữa đó. Dạ vâng, thưa quý vị, giữa cái lúc mà chiếc du thuyền Grand Princess, 3.500 hành khách của họ vẫn đang tiếp tục được đưa về những cái căn cứ quân đội ở tại ba tiểu bang California, vân vân, thì mới đây có hai hành khách là một cặp vợ chồng ở trên cái du thuyền này đã vừa nộp đơn kiện cái công ty sở hữu cái du thuyền với cái lý do là cái công ty này đã vô trách nhiệm với hành khách giữa lúc mà dịch bệnh bùng phát, thưa quý vị. Thì đó là cặp vợ chồng có cái tên là Ronald và Eva Weisberger. Hai người này là cư dân của quận Broward, tiểu bang Florida. Và họ đi lên chiếc du thuyền Grand Princess này là vào ngày 21 tây tháng 2, mà khi đó là đã có cái du thuyền này đó đã có hai cái cặp vợ chồng trên 80 tuổi bị bệnh trước đó. Quý vị nhớ là cái du thuyền này đi từ Mexico, đi vòng vòng Mexico rồi đến Hawaii, rồi mới từ Hawaii lại tiếp tục đi. Thì giữa lúc mà chuyển tiếp hai cái chuyến đó thì có 61 hay 63 hành khách họ vẫn ở lại, họ đi hai chuyến, thưa quý vị. Thì cái đơn kiện đó của cặp vợ chồng Weisberger này nói rằng cái ngày mà họ lên du thuyền ở Hawaii đó, thứ nhất là khi mà họ lên không có được ai nhân viên ở đây kiểm tra thân nhiệt, tất cả hành khách đều không được kiểm tra, và đặc biệt là không một ai được thông báo là trước đó có hai người bị bệnh hay vân vân. Mà quý vị cũng thấy là cái công ty sở hữu Grand Princess lại cũng là cái công ty mà sở hữu chiếc Diamond Princess. Chiếc Diamond Princess là bị cách ly ở Nhật hết 14 ngày, là nghĩa là cái công ty này đó đã biết là cái du thuyền của mình là có người bị nhiễm bệnh, mà không hiểu sao cái lúc mà từ cảng Hawaii họ vẫn cho hàng ngàn người lên nữa và lại tiếp tục ra khơi. Và cái cặp vợ chồng này họ nói rằng nếu như mà ngày hôm đó mà công ty này nói cho họ biết đó, họ sẽ không bao giờ bước chân lên trên cái du thuyền, thưa quý vị. Và hiện nay cái đơn kiện yêu cầu bồi thường vừa tổn thất tinh thần, vừa mất mát về thể xác. Họ nói rằng hiện nay mặc dù là họ chưa có triệu chứng bị bệnh bởi vì chưa có kết quả kiểm tra xong, nhưng mà hai vợ chồng nói rằng họ nhức đầu vân vân, thì có thể là họ nghĩ là họ cũng đã bị lây bệnh, yêu cầu đòi bồi thường đến 1 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Và Việt Nam vừa công bố bệnh nhân thứ 34 là một phụ nữ. Tin tức này mới vừa breaking news. Người phụ nữ này 51 tuổi, hiện nay đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa ở tỉnh Bình Thuận. Cơ quan Y tế Việt Nam Cộng sản cho biết bà là một người business woman, một doanh nhân. Bà sống ở Bình Thuận lâu nay, thế nhưng bay sang Mỹ để tìm kiếm phương cách để làm ăn. Bà rời khỏi Việt Nam từ ngày 22 tháng 2 để đến New York. Mà trước khi đến New York đó, thì bà ghé qua phi trường Incheon trong vòng 3 giờ. Thì bây giờ không biết nữa bà bị nhiễm vào thời điểm nào. Wow. Bởi vì từ ngày 22 đến giờ, khi mà về tới Việt Nam, thì bây giờ kiểm tra thì mới biết được bà bị nhiễm thôi. Một tuần sau, tức là tới ngày 29, bà bay sang Washington DC, rồi từ Washington DC trở về Việt Nam. Nhưng mà khi mà về Việt Nam đó, máy bay phải ghé qua Doha của Qatar rồi về lại Việt Nam vào ngày 2 tháng 3. Chuyến đi của bà đâu chỉ có 10 ngày thôi, mà trong 10 ngày đó không biết được bà nhiễm ở Incheon, bị New York hay là Washington DC hay là Doha. Và giờ đây là nạn nhân thứ 34. Về đến Việt Nam rồi vào ngày 2 tháng 3, đến ngày 5 tháng 3 bà mới cảm thấy mình cảm thấy mệt quá, bắt đầu
cảm thấy nóng lạnh trong người, bắt đầu ho, sợ quá, bà mới liên lạc và được đưa vào bệnh viện tỉnh Bình Thuận và hiện nay đang bị cách ly tại đây. Cách ly vào ngày 6, đến giờ phút này thì mới qua các thử nghiệm mới xác định được bà là người bệnh nhân thứ 34. Thì bà này không có dính dáng gì tới Nguyễn Hồng Nhung hết. Yeah. Nguyễn Hồng Nhung là bệnh nhân thứ 17, phải không? Và theo cái tường trình mà quý vị nãy giờ theo dõi của hãng CNA đó ở Việt Nam, Việt Nam Cộng sản đang đương đầu với đợt dịch thứ nhì vì từ cái cô Nguyễn Hồng Nhung này mà ra. Dạ vâng, thưa quý vị, quay trở về với những bản tin địa phương thì cảnh sát ở tại Tennessee trong vòng gần một tháng vừa qua đó, khi mà mở cuộc điều tra lúc ban đầu là sự mất tích của một đứa bé gái mới có 15 tháng tuổi, nhưng mà đến sáng ngày hôm nay thì cảnh sát cho biết là họ đã tìm thấy thi thể và nghi ngờ là của đứa bé gái này, tên là Evelyn Boswell, thưa quý vị. Còn cô gái kế bên mới có 18 tuổi là mẹ của Evelyn. Cái vấn đề ở đây đó là cảnh sát nói rằng vào hồi đầu tháng 2 đó thì gia đình Boswell mới gọi cảnh sát báo là đứa nhỏ bị mất tích, mà thật sự lần cuối cùng mà hàng xóm rồi các thành viên trong gia đình thấy đứa bé gái là ngày 29 tháng 12. Và khi đó là cảnh sát họ đã đặt ra câu hỏi là vì sao cái gia đình này chờ đến 2 tháng trời mới gọi báo cảnh sát, và giữa cái lúc mà rất nhiều mà những cái tip từ những người dân xung quanh vùng họ đổ xô về họ đưa tip đó, thì là bởi vì sau gần 2 tháng mà cái lời khai của cái người mẹ trẻ 18 tuổi này nó bất nhất. Và cảnh sát nhấn mạnh là cứ mỗi lần mà cho lời khai là cái câu chuyện nó khác nhau, thưa quý vị, cho nên là cảnh sát họ bị mất thời gian quá nhiều trong cái việc mà đi tìm đứa nhỏ. Và khi mà cái tiền thưởng lên đến 71.000 đó thì họ mới có cái tip chính xác là đi tìm ở nhà của một trong những người thân của gia đình này, và họ đào ra được cái xác bên cạnh quần áo trẻ em vân vân. Thì hiện nay giảo nghiệm tử thi vẫn cần phải thực hiện để mà biết nguyên nhân vì sao đứa nhỏ bị chết. Nhưng mà cái cô mẹ, cái người mẹ 18 tuổi đó thì hiện nay đang bị giam giữ. Có cơ hội rất là lớn là có thể là cổ, một là lỡ tay giết chết con, hai là chính cổ đã giết, cho nên là cổ mới không muốn báo cảnh sát. Và khi báo thì không có không có hợp tác, mà cứ vòng khiến cho cảnh sát mất thời gian gần 2 tháng trời mới tìm được xác của đứa nhỏ. Người mẹ trẻ thì gọi là cô mẹ, thế thì bao giờ thì gọi là bà mẹ? I'm just kidding, vui tí cho vui. Và đó là kết thúc phần tin tức ngày hôm nay của Little Scorn TV. Còn nhiều tin tức nữa, mời quý vị trở lại với chúng tôi lúc 5 giờ chiều nay. Ngay bây giờ giữ nguyên băng tầng này, theo dõi các chương trình thường lệ của Little Scorn TV. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.